Ba chị em là từ Quảng Bình bắt xe khách đi mấy giờ, mới đi mấy giờ đây? 8 giờ tối qua. Sáng nay 5 rưỡi đã đến đây nhỉ? 5 rưỡi đến nước ngầm rồi bắt taxi về hàng mình để mua xe ba bánh. Đây là các chị xem video qua YouTube thì có xem qua chương trình thứ 7 thì có thông tin của nhà mình thì gọi điện mà qua là mua chiếc xe Goza màu xanh. Đây là đặt trước được 5 triệu rồi. Mai gửi xe tải thì nhà mình nhận xe quốc lộ 1 nhé. Bây giờ Quảng Bình là đấy là gọi là thị trấn thì Ba Đồn à? Ba Đồn à? Đây nhá. Đến TV không quen. Đến TV không quen. Đây, nhưng mà lùi nhá. Đây, mình dẫn luôn này. Ra đây, ra chậm thôi. Mắc bay nhở? Ok. Đây này, bây giờ không mắc đèn nhá. Được chưa? Đây là còi này. Đây là xi nhan. Vâng, xi nhan này, đây là pha cốt. Nói chung trên mặt đồng hồ đây mình nhìn này. Đây là số này. Nhìn số 1 này, 2 này, 3 này. Thấy chưa? Bây giờ là xi nhan này. Thấy chưa? Đây là tốc độ, đây là số pin này. Pin nào là số 46V nhé. Hoặc là còn 1 vạch, đây là 4 vạch. 4 vạch đúng không? Đây là số 1 vạch, 46V. Đây chưa? Xe có cả gương nhé. Cái này là lái được rồi đấy. Anh Mạnh có nghe từng bu không? Lái đơn giản thế.